Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, mến thưa các bác, thì cũng trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều anh em có nhắn tin và gọi điện đến và hỏi với em rằng là bây giờ hiện tại có những đơn vị bán những cái con nâng tiếng TD CB600 làm giả, làm nhái rất là nhiều và không biết làm cách nào để có thể là mua được những sản phẩm chính hãng và không sợ bị hàng nhái. Đó là một cái những cái câu hỏi và hỏi chúng em rồi nhờ chúng em tư vấn. Thì cũng thưa các bác, thì hôm nay là chúng em cũng xin phép là làm một cái video là chia sẻ cho các bác cách nhận biết sản phẩm nâng tiếng TD CB600 hàng xịn hay là hàng nhái. Thì với cái phiên bản 2020 thì nó khác hoàn toàn so với những phiên bản 2019. Thứ nhất, phiên bản 2020 thì nó là có những cái vỏ hộp màu khác hoàn toàn. 2019 nó có những cái màu hộp màu xanh nhẹ đó, và như 2020 thì nó lại là thành chủ đạo thì là màu tím đó, điểm nhấn của nó là màu tím. Và những cái sản phẩm như bên em đã tìm hiểu cũng rất là nhiều, thì với những cái sản phẩm hàng nhái thì đầu tiên là nó không có cái logo này, nó không có logo TD Autotic CB600 và nó không có số seri sản phẩm, được chưa ạ? Và cái sản phẩm hàng nhái thì nó sẽ có là hai cái mở ở bên hai bên sườn này, chứ không phải là một cái mở ở giữa như thế này. Thì đó là cái sản phẩm hàng nhái. Hàng chính hãng thì nó sẽ chỉ có một chỗ mở ở đây, và khi chúng ta nhìn vào hộp thì chúng ta có một cái thứ nhất là thương hiệu của TD Acoustic CB600 đó và số seri sản phẩm. Thế nhưng hàng nhái thì không có các bác nhé. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng là bóc vào bên trong. Bóc vào bên trong để xem. Đó, thì nó lại khác nữa này. Sản phẩm 2020 và 2019 và hàng nhái nó khác nhau như nào. Thì với phiên bản 2020 thì trên mặt lưng, đó em sẽ mở cho các bác xem. Đây. Trên mặt lưng của nó là có những cái đường chỉ kẻ các bác nhé. Ở trên mặt lưng. Thế nhưng với phiên bản 2020 thì họ không làm như vậy. Đó. Sẽ bóc ra cho các bác xem. Đây ạ. Đây là phiên bản 2020 này. Thì với phiên bản 2020 thì chúng ta có cái mặt lưng của nó để nhận diện dễ nhất là nó có dập khuôn thẳng vào cái mặt lưng của chiếc nâng tiếng này là khuôn nồi. Đó, là TD Acoustic Music Offline. Được chưa? Thì đó là cái khác biệt giữa 2019 và 2020. Thế còn để mà phân biệt hàng giả thì chúng ta nói này. Với cái tem cào Smart Check này thì hiện tại là chưa làm giả được. Đó, chưa làm giả được. Được chưa? Nếu như các bác muốn phân biệt hàng thật hàng giả, các bác chỉ cần cào mã cào đây. Cào mã cào đây rồi nhắn tin theo cú pháp ở bên dưới, họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta và gửi tới tổng đài 8055. Vậy thì khi các bác đã cào xong và gửi tin nhắn tới tổng đài 8055 thì tổng đài 8055 lại gửi cho các bác một cái tin nhắn phản hồi là cái sản phẩm này có phải sản phẩm của TD Acoustic hay không. Nó rất là dễ, đúng không ạ? Rất là dễ thôi. Còn nếu như cái tem này thì người ta cũng có thể làm giả được. Được chưa ạ? Cái tem hàng chính hãng TD Acoustic này cũng có thể làm giả được. Nhưng cái Smart Check, cái tem phân biệt hàng giả nhái bằng tem điện tử này á, thì không thể làm giả được. Đó. Thì đó là hiện tại là em hướng dẫn các bác cách cơ bản nhất là về nhận diện bên ngoài. Đó. Và tem chính hãng thì nó cũng sẽ có những cái tem bảo hành như thế này. Dạ, nó cũng có tem bảo hành như thế này. Đó. Nên chính hãng nó có tem bảo hành như này nhé. Và nó có số seri sản phẩm ở đây. Đó, đó là cái hàng chính hãng thì nó sẽ có. Và các bác khi các bác mua những cái phiên bản 2020 thì nó sẽ không có các cái đường chỉ kiểu như là sơ đồ. Thì ở bên 2020 thì nó sẽ không có, nhưng 2019 nó sẽ có. Và tiếp theo, để chúng ta nhận diện thì em sẽ cắm bộ này, cắm con nâng tiếng này tới dàn âm thanh để chúng ta có thể là nhận diện rõ hơn và chi tiết hơn.